Ok, xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Và mình là Lê Hội Trương, editor của Trader Việt. Trong video ngày hôm nay sẽ là một chia sẻ khác của trader Justin Bennett. Anh là một fresh trader được quốc tế công nhận với hơn 10 năm kinh nghiệm. Và Hội đã từng làm rất nhiều video về trader này rồi, các bạn có thể nhấp vào chữ Y bên trên để xem nhé. Còn trong video ngày hôm nay sẽ là chia sẻ của tác giả Justin Bennett trên trang blog dailypriceaction.com về tư duy kiếm tiền đúng đắn trên thị trường Fresh nhé. Như thường lệ thì mọi người hãy cùng đọc qua phần cảnh báo rủi ro ở đầu video này nha. Ok, không có thời gian nữa, chúng ta cùng đi vào nội dung chính thôi. Bạn đã bao giờ nghe câu nói tiết kiệm một đồng là y như kiếm được một đồng? Trong trường hợp bạn chưa nghe thì nó ám chỉ ý tưởng rằng số tiền tiết kiệm được có giá trị hơn số tiền đã tiêu ngay lập tức. Câu tục ngữ ban đầu được tạo ra dựa trên ý tưởng rằng tiết kiệm tiền là một điều tốt. Và ai lại có thể đi tranh cãi với điều đó, phải không? Nhưng lợi ích của ý tưởng này vượt ra ngoài tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng của bạn. Trên thực tế, hầu hết các bài học cuộc sống đều có thể được áp dụng trực tiếp vào trong trading theo cách này hoặc cách khác. Bạn có thể thu được nhiều điều khi áp dụng khái niệm tiết kiệm này vào cách mà bạn quản lý tài khoản giao dịch Fresh của mình. Những ai theo dõi tôi một thời gian đều biết rằng tôi là người theo chủ nghĩa less is more, tức là chủ nghĩa tối giản. Hay nói cách khác, bạn càng giao dịch ít thì cuối cùng bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tất nhiên là giả sử bạn có một chiến lược sinh lời nhé. Nhưng ý tưởng tiết kiệm một đồng là y như kiếm được một đồng, hoặc có lẽ trong trường hợp của chúng ta là tiết kiệm một pip là y như kiếm được một pip, hơi khác một chút. Mặc dù nó vẫn xoay quanh một cách tiếp cận tối giản để giao dịch, nhưng nó giải quyết chủ đề từ một góc độ ít rõ ràng hơn. Nó làm nổi bật giá trị của việc không bị mất tiền. Nếu điều này nghe không hoàn toàn hợp lý vào lúc này thì cũng không sao, bởi bạn sẽ hiểu hơn khi xem xong video này. Một cách tiếp cận khác thường. Nếu câu nói ở trên liên quan đến giá trị của việc không bị mất tiền nghe có vẻ kỳ quặc hoặc thậm chí là không bình thường, thì tôi cho rằng điều đó là hoàn toàn bình thường. Là con người, chúng ta có xu hướng nhìn nhận mọi thứ theo cách sao cho cuối cùng nó sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta. Chẳng hạn, nếu tôi hỏi bạn tại sao bạn lại bước chân vào Fresh Trading ngay từ đầu? Rất có thể bạn sẽ nói để kiếm tiền hoặc thậm chí trở nên giàu có. Giả dụ như vậy, tôi tin rằng giao dịch với một mục đích duy nhất là kiếm tiền là một cách tiếp cận sai hướng, nhưng đó hoàn toàn là một chủ đề khác. Rất có thể bạn sẽ không trả lời câu hỏi kiểu đó như thế này. Tôi bắt đầu giao dịch Fresh để không bị mất tiền, hoặc tôi bắt đầu giao dịch Fresh để không bị nghèo. Bạn thấy sự khác biệt rồi chứ? Một bên thì trả lời câu hỏi theo quan điểm công kích, trong khi một bên thì theo quan điểm phòng thủ hơn. Cả hai câu trả lời theo quan điểm phòng thủ nghe có vẻ hơi nực cười, nhưng buồn cười thay, theo ý kiến của tôi, đó là những câu trả lời thích hợp hơn, thay vì nói rằng bạn muốn kiếm nhiều tiền và trở nên giàu có. Đừng hiểu lầm tôi, muốn giàu có không có gì là sai trái, nếu đó là động lực của bạn, hãy cứ tiếp tục. Nhưng nếu đó là mục đích và sự tập trung duy nhất của bạn mỗi khi bạn ngồi xuống giao dịch thì bạn sẽ thất bại. Lý do rất đơn giản. Khi bạn nghĩ về việc thực hiện một giao dịch, tâm trí của bạn tự nhiên sẽ bắt đầu tập trung vào số tiền mà vị thế đó sẽ thêm vào tài khoản của bạn. Bản chất của con người là muốn tập trung vào phần thưởng hơn là rủi ro. Nhưng theo lẽ tự nhiên, đó là một cách tiếp cận hoàn toàn sai hướng. Nếu bạn muốn tồn tại lâu dài trong lĩnh vực kinh doanh này, suy nghĩ đầu tiên của bạn phải là về vị thế đó có thể lấy đi bao nhiêu tiền trong tài khoản của bạn. Hay nói cách khác,
bạn có thể mất bao nhiêu nếu thị trường quay lưng với bạn. Tư duy phòng thủ không chỉ giúp bạn tránh khỏi rắc rối, mà rốt cuộc nó còn giúp bạn phát triển tài khoản giao dịch của mình. Như tôi sắp cho bạn thấy, điều này là do việc giao dịch thua lỗ quá nhiều là điều đáng lo ngại hơn những gì mọi người nhận ra. Hay nói đúng hơn, hầu hết các trader không nhận thức được mức độ của sự phá hủy cho đến khi mọi thứ đã quá muộn. Biểu đồ trên màn hình cho thấy ảnh hưởng bất lợi của việc thua lỗ quá mức. Nó minh họa tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cần thiết để bù đắp cho các khoản lỗ. Trong đó, đường màu xanh lục là biểu thị lãi và đường màu đỏ biểu thị lỗ. Như bạn có thể thấy trên biểu đồ, nếu bạn lỗ 50% tài khoản của mình, thì bạn sẽ phải lời 100% để bù lại khoản lỗ đó. Đó là một bài toán khá khó đối với bất kỳ trader nào. Vì nếu bạn lỗ 80% tài khoản giao dịch, bạn sẽ phải kiếm về một khoản lợi nhuận 400% để quay trở lại mức hòa vốn. Hơn nữa, nếu bạn thực sự có ý định khôi phục những tổn thất đó và tiến lên một cách hiệu quả, thì việc đó phải được thực hiện một cách an toàn và có chiến lược. Nếu bạn cứ ném tiền vào thị trường với hy vọng lấy lại tất cả những gì đã mất, thì bạn chỉ đang tự đào một cái hố sâu hơn mà thôi. Vậy, bạn thấy đấy, những con số thì không biết nói dối. Việc chịu lỗ quá mức là cực kỳ nguy hiểm cho tài khoản giao dịch của bạn. Đó là lý do vì sao tôi thực hành và giảng về phương pháp giao dịch Less is More. Đó cũng là lý do vì sao tôi tin rằng không có vị thế nào cũng là một vị thế. Như Bill Lipschitz đã nói, nếu hầu hết các trader học cách ngồi yên trên tay của họ 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Những gì ông ấy đề cập đến ở đây chính là sức mạnh của việc không làm gì cả. Có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng ưu tiên của bạn với tư cách là một trader không nên là kiếm tiền. Ưu tiên hàng đầu của bạn nên là bảo vệ vốn của mình. Kiếm tiền chỉ là thứ yếu. Khía cạnh kém trực quan hơn. Không cần bàn cãi, những con số được cung cấp ở trên đã vẽ ra một bức tranh ảm đạm khi phải gánh chịu những tổn thất không đáng có. Không có cách nào tốt hơn để giải thích tác động của việc liên tục mất tiền trên thị trường Forex hơn là những con số lạnh lùng, khó hiểu. Tuy nhiên, bi kịch thực sự của việc mất tiền liên tục chính là những tổn hại về tinh thần mà nó gây ra. Việc nhận những thua lỗ không cần thiết có thể tàn phá sự ổn định cảm xúc của bạn, từ đó làm giảm đáng kể sự tự tin mà bạn có thể có và khả năng của mình với tư cách là một trader. Nếu bạn đã giao dịch trong bất kỳ khoảng thời gian nào, bạn sẽ biết rằng một trò chơi tinh thần mạnh mẽ là yếu tố quan trọng với những ai có ý định tìm kiếm thành công trong trading. Bạn có thể có chiến lược giao dịch tốt nhất, có lợi thế nhất trên thế giới, nhưng nếu trò chơi tinh thần của bạn bị phá vỡ, bạn sẽ không có cơ hội chiến đấu. Điều này đưa chúng ta đến một chân lý chung. Cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe tinh thần của bạn với tư cách là một trader là tránh nhận những thua lỗ không đáng có. Có thể bạn nghĩ rằng tuyên bố trên là hiển nhiên và do đó không giúp ích được nhiều. Nhưng đừng vội vàng để phớt lờ nó. Đây là một trong những sự thật hiển nhiên nhưng hiếm khi được tuân theo trong giới trading. Gạt những điều đó sang một bên, tin tốt là chúng ta có một số cách giúp cắt giảm tổn thất và từ đó có thể xây dựng tài khoản giao dịch bền vững, có thể quản lý được. Bây giờ, hẳn là bạn đã biết việc thua lỗ có thể gây hại như thế nào trên thị trường Forex. Có thể bạn đang hỏi, làm cách nào để tránh những tổn thất như vậy? Trước khi tôi đi sâu vào một vài ý tưởng đơn giản mà bạn có thể thực hiện để giúp giảm thiểu thiệt hại do những tổn thất giao dịch không cần thiết, thì tôi xin nói rõ rằng, thua lỗ là một phần thiết yếu của trading. Bạn không thể giao dịch trên thị trường tài chính mà không chịu lỗ. Tuy nhiên, những mất mát này không nên được coi là một điều xấu. Thay vào đó, hãy xem chúng như một kinh nghiệm học hỏi. Theo thời gian, bạn sẽ bắt đầu coi chúng là chi phí kinh doanh, một phần thiết yếu của nghề mà bạn đã chọn. Và sau đây là một số cách cắt giảm tổn thất yêu thích của tôi. Đầu tiên là giao dịch từ khung thời gian daily. Nếu bạn nghiêm túc về giao dịch hành động giá, thì khung thời gian daily cần trở thành vũ khí bí mật của bạn. Mặc dù bản thân yếu tố khung thời gian giao dịch không quá bí mật, nhưng lợi thế mà nó mang lại vẫn bị bỏ qua rất nhiều. Theo tôi, đó là bởi vì hầu hết các fresh trader tin rằng khung thời gian thấp hơn, cung cấp nhiều setup hơn và do đó cung cấp một cách để kiếm tiền nhiều hơn, nhanh hơn. Rốt cuộc, có một lý do tại sao hầu hết các tên tuổi lớn trong ngành như Bill Lipschitz đến Bruce Kaufner hay George Soros đều tập trung phần lớn sự chú ý của họ vào các khung thời gian cao hơn. Biểu đồ khung daily không chỉ cung cấp các ý tưởng giao dịch rõ ràng hơn, mà còn giúp bạn chọn lọc hơn về nơi phân bổ vốn, do đó
cho phép bạn giao dịch ít thường xuyên hơn và cuối cùng kiếm được nhiều tiền hơn. Cách thứ hai là đặt cho mình một giới hạn. Nhiều first trader muốn tin rằng họ có thể kiếm được 10 pip mỗi ngày. Ý tưởng là nó cho phép bạn tích lũy số tiền kiếm được một cách nhanh chóng để có thể nhanh tiến đến con đường của sự giàu có. Nghe thì có vẻ tuyệt vời, nhưng nó không hoàn toàn hoạt động theo cách đó. Hãy làm điều ngược lại. Thay vì là mục tiêu bạn muốn kiếm được bao nhiêu pip một ngày, hãy đặt cho mình giới hạn số lượng giao dịch bạn có thể thực hiện mỗi tháng. Nói rõ hơn, đây là một giới hạn hơn là một mục tiêu. Chẳng hạn, nếu bạn đang trade từ các khung thời gian cao hơn và chọn lọc các setup bạn theo đuổi, bạn thực sự không nên thực hiện nhiều hơn 10 giao dịch mỗi tháng, nhiều nhất là 15 giao dịch. Bằng cách đặt giới hạn cho bản thân là 10 giao dịch mỗi tháng, nó sẽ buộc bạn cân nhắc kỹ hơn về các setup bạn thực hiện, do đó sẽ giúp bạn phát triển tài khoản của mình nhanh hơn nhiều. Và nếu bạn thực sự muốn thử thách bản thân, hãy đặt giới hạn của bạn ở 5 giao dịch mỗi tháng. Chỉ cần biết rằng, một khi các giao dịch đó cạn kiệt, bạn không thể giao dịch cho đến tháng tiếp theo. Và cách cuối cùng là biết khi nào nên bỏ đi. Đây có lẽ là điều quan trọng nhất trong 3 cách. Sự thật là, hầu hết các khoản lỗ quá mức không diễn ra trong suốt những ngày, những tháng, những năm. Thay vào đó, chúng chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều, thường chỉ 24 giờ. Làm thế nào tôi biết điều này ư? Đơn giản thôi, tôi cũng phải bắt đầu từ đâu đó chứ. Tôi biết quá rõ về sự cám dỗ của giao dịch trả thù, kiểu giao dịch mà thay vì giảm kích thước vị thế sau khi thua lỗ, bạn lại tăng nó lên để cố gắng giành lại số tiền bạn vừa mất. Tôi không cần phải nói với bạn rằng loại hành vi này có thể hủy hoại như thế nào. Rất có thể, nếu bạn đã giao dịch trong một khoảng thời gian dài, bạn đã phải trải qua một tình huống tương tự. May mắn thay, giải pháp rất đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là học cách bỏ đi. Điều đó sẽ không dễ dàng, nhưng rời khỏi bàn giao dịch của bạn khi mọi thứ không theo ý của bạn là điều hoàn toàn cần thiết nếu bạn có ý định tồn tại trong thị trường Forex. Nói tóm lại, theo nhiều cách, giá trị của việc không bị mất tiền đồng nghĩa với sức mạnh của việc không làm gì cả. Nhờ đó, bạn bảo vệ vốn giao dịch của mình thông qua sự kiên nhẫn và kỷ luật. Giao dịch thường xuyên có thể hấp dẫn, nhưng hãy nhớ rằng bạn chỉ cần một giao dịch tốt mỗi tháng để kiếm một số tiền đáng kể với tư cách là một fresh trader. Hãy bắt đầu giao dịch từ biểu đồ khung daily, giới hạn số giao dịch mỗi tháng cho bản thân, hoặc đơn giản là học cách bỏ đi sau khi thua lỗ. Bất kể bạn chọn tiếp tục như thế nào, ưu tiên số 1 của bạn luôn phải là bảo vệ vốn của mình. Bởi vì việc đưa tài khoản của bạn trở lại mức hòa vốn sau một chuỗi thua lỗ không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Sự khác biệt chính giữa những người đã tìm thấy thành công trên thị trường và những người gặp khó khăn đó là những người thành công có việc thua lỗ trong giao dịch là một kinh nghiệm học hỏi, trong khi những người gặp khó khăn coi đó là một thời khắc quyết định. Đừng bao giờ cho phép mình là kiểu người thứ hai. Luôn luôn kiểm soát, kiên nhẫn và giao dịch nhỏ thôi. Cuối cùng, bạn sẽ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Và vừa rồi là chia sẻ của Justin Bennett về tư duy kiếm tiền đúng đắn trên thị trường Forex. Nếu các bạn thấy video này hay hoặc hữu ích thì đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Việt. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn nút subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Mình là Lê Huệ Trương. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.